Thưa quý vị, theo đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất phương án, đó là thay đổi hình thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022, từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển. Sự thay đổi này đã nhận được sự đồng tình của hầu hết các nhà trường và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, cũng có không ít phụ huynh học sinh băn khoăn, lo lắng, không biết là quy trình xét tuyển này thực hiện cụ thể như thế nào và liệu có đảm bảo được tính công bằng khách quan hay không. Trong trường hợp có nhiều thí sinh trùng điểm nhau, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có những tiêu chí nào để tuyển sinh? Học sinh nếu như không trúng tuyển thì còn cơ hội nào khác để theo học trung học phổ thông hay không? Gõ cửa ngày mới, chúng ta cùng gặp gỡ bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tìm hiểu về vấn đề này. Thưa bà có thể cho biết cái quy trình xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông các trường công lập Đại Trà năm nay thì được ngành sẽ thực hiện như thế nào? Hội đồng nhà trường sẽ rà soát hồ sơ trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của học sinh, cái hướng dẫn quy điểm từ học bạ sang thành điểm theo cái quy định mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành, thì các nhà trường sẽ có cái danh sách học sinh dự tuyển vào trường mình trên cơ sở cái hồ sơ mà đã được chuyển về, lập cái danh sách đó và đề xuất cái điểm chuẩn cho trường mình, gửi về Sở Giáo dục Đào tạo. Sau đó là chúng ta có một cái khâu gọi là khâu đối sánh giữa cái hồ sơ điểm của các hội đồng các trường trung học phổ thông đã đề xuất với cái dữ liệu VNEDU mà ngành đang quản lý, để chúng ta soát xét kiểm tra lại một lần nữa cái tính chính xác của cái điểm của các em trên hồ sơ cũng như là hệ thống quản lý. Trước ngày 3 tháng 7 thì các trường, các hội đồng tuyển sinh của các trường trung học phổ thông phải gửi toàn bộ dữ liệu đó về sở. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 7 thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có cái buổi làm việc của hội đồng tuyển sinh của tỉnh. Hội đồng tuyển sinh của tỉnh thì trong đó chúng tôi gồm các cái thành phần là lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn của sở và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, để làm sao cho cái việc quyết định cái điểm chuẩn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào các trường đảm bảo sự khách quan nhất, công bằng nhất theo hướng dẫn. Vậy với các cái thí sinh mà bằng điểm nhau trong cái việc xét tuyển, thế thì những cái tiêu chí ưu tiên nào sẽ được lựa chọn? Thì cái tiêu chí thứ nhất đó đến là điểm trung bình 3 môn văn toán Anh ở lớp 9 sẽ là tiêu chí giúp cho chúng tôi sẽ lựa chọn được những em có điểm bằng nhau. Còn đến cái tiêu chí này mà vẫn còn nữa thì chúng tôi sẽ xét đến cái tiêu chí gọi là tiêu chí là điểm trung bình của lớp 9. Rồi xét tiếp nữa mới là các ưu tiên về các cái giải cấp tỉnh. Thì đó là những cái tiêu chí mà chúng tôi đã có sự lắng nghe cũng như là cập nhật để làm sao mình đưa ra những cái tiêu chí mà nó phù hợp nhất, thỏa mãn được cái tình hình thực tế của cái giáo dục ở địa phương. Cái vấn đề thứ hai là để có được cái điểm chuẩn về nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch rất là rõ. Đó là cái điểm của nguyện vọng 2 sẽ lệch so với điểm của nguyện vọng 1 là tối thiểu là 1 điểm. Và số lượng ở đây chúng tôi quy định luôn. Đó là nguyện vọng 2 là sẽ có cái số là không vượt quá, số lượng không vượt quá 30% trong cái tổng số dự tuyển. Tổng số được tuyển của đơn vị đó, để mình có cái sự dao động giữa điểm nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 đảm bảo được cái sự công bằng cho các em. Việc thay đổi từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển thì có ảnh hưởng đến công tác phân luồng học sinh năm nay hay không? Và đặc biệt với cái phương thức xét tuyển như thế này thì nó có gây cho cái khó khăn cho việc tuyển sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như là các trường cao đẳng nghề hay không? Và với những học sinh mà không đậu vào các trường trung học phổ thông công lập thì các em có những cái hướng đi nào để tốt cho tương lai hơn? Đầu năm thì chúng tôi đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cái tỷ lệ phân luồng này là 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ vào trung học phổ thông. Thì trên cái 70% đó chúng tôi mới trên cơ sở vật chất của các trường chúng tôi mới trình Ủy ban phê duyệt là các trường sẽ tuyển bao nhiêu học sinh vào. Như vậy là căn cứ trên cái tỷ lệ tuyển sinh đó, cái số lượng tỷ lệ tuyển sinh đó và căn cứ vào điểm học bạ của các em thì các em sẽ được xét vào. Như vậy mình vẫn đảm bảo chỉ có 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở là vào trung học phổ thông. Còn 30% học sinh còn lại mà các em không được xét vào các trường học phổ thông thì các em sẽ có rất là nhiều con đường chọn lựa. Con đường chọn lựa thứ nhất là các em có thể tiếp tục học trung học phổ thông ở các trường tư thục.
hoặc là các em có thể vào học chương trình giáo dục thường xuyên. Còn nếu các em muốn chuyển hướng sang học nghề vừa học được chương trình trung học phổ thông thì các em sẽ vào trường nghề. Thì là 30% học sinh đó sẽ tham gia vào các định hướng đó. Vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình thời sự của chúng tôi. Như vậy là đã rõ rồi, việc chuyển đổi hình thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2021-2022 từ thi tuyển sang xét tuyển đã được ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện theo đúng quy định. Và lãnh đạo Sở Giáo dục khẳng định là việc thay đổi này không ảnh hưởng gì đến kế hoạch phân luồng. Hiện tại thì mọi công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất và sẵn sàng cho kỳ xét tuyển năm học 2021-2022, vừa đảm bảo đúng quy định, vừa phòng dịch COVID-19 hiệu quả, thưa quý vị.